Hello, xin chào mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game Minecraft. Cái âm thanh nó bị vọng là do máy của bạn mình xài là nó đang dùng cái đó là nó. Ê, cái con kia mẹ cắp đồ của tao nữa hả? Mình mới chết, con nhỏ nó lượm hết đồ của mình luôn. Thì cái âm thanh nó bị vọng vào bên kia nó dùng cái dùng laptop nên nó thu âm thanh lại, cơ khi nó bị vọng âm thanh thì các bạn thông cảm ha. Chỉ có tiếng mình bị vọng thôi, còn tiếng bạn của mình thì không bị. Và bây giờ mình hôm nay sẽ tiếp tục với cái game đạo đức. Yeah. Được rồi, chào mấy bạn đi. JT ơi. Chào mọi người. Trời ơi khỏi hả? Sao? Nên mới quýnh chết mình lượm ăn cướp cái bộ đồ màu vàng của mình và cái kiếm kim cương của mình và các bạn. Yeah. Rồi chúng ta lại tiếp tục thôi. Rồi cái gương tao mới cất đồ mày là nó cắp mình phải không? Mày cắp đồ của tao. À cái cuốc kim cương nè, đây đây. Mày trả đồ vàng này đâu? Không. Kiếm nữa. Như trả đồ vàng đúng không? Ừ, trả đi. Tao cầm kiếm sẵn rồi đó. Đó. Tao nghe mấy bạn kêu bộ đồ vàng cùi hơn bộ đồ sắt. Ê, mày trả cái gì vậy? Mày trả là mày lượm lại thôi, tao không lấy cái nón đâu. Cái nón tao có rồi. Trả đây, trả đây. Nó trả rồi sao không lấy, tự nhiên sao trả lại lắc lắc lửa vậy? Mày trả cái gì, mày có quăng ra đâu? Quăng rồi nè. Ủa sao vậy? Cái quần như cái giày. Rồi, đó. Không lấy nó. Hả, mặc quần đi. Mày kêu tao mặc quần mày để mấy bạn thấy mày. Hả, mặc quần đi. Trả quần đây cho tao. Trả cái quần đó. Rồi. Ê, đúng sắt nè. Ê, còn than không? À, tao biết cách làm than xịn rồi, mấy bạn chỉ là... Ê, tao mày đi làm cái... Đi làm cái giường nó đi. Hôm qua các bạn biết không? Nhỏ này nè, nó đi... Nó đi kiếm than, không phải, nó đi kiếm lâm cừu. Mà nó đi kiếm lạc luôn, nó đi từ tọa độ... Nó đi từ tọa độ... Từ độ đâu chứ ta? Nhục quá mày. Mày ngu quá, phải kể cho mọi người biết. Để phòng tránh. Ê, gỗ của tao nãy đâu hết rồi? À, 39 cục đây. Lấy nữa thôi. Lấy hết trơn mày. Đù, cái cục này... Cục này cháy lâu ghê mày ơi. Cái gì? Cái cục này nó cháy lâu lắm. Cái gì mà cháy lâu? Ta vì ta là kiếp của anh nên ta mặc bộ đồ màu vàng. Mày lấy cái... Mày làm cái đường mới thôi. Ê, mày trả đồ kim cương của tao nha, còn cái kiếm kim cương ở đâu? Không có đâu, có lấy đâu mình dạ. À, mày cất trong gương. À, đây, thấy rồi. Mày lẻ ghê. Cái con này, tao chặt mày luôn á. Thôi đi, đưa tao một cây, mày chơi mày dành hai cây luôn chưa? Đưa tao một cây. Đừng có chém tao, mày chém mày chết mấy lần rồi đó. Thôi. Đi. Thôi, cất đồ lại, mất công đi chết quá. Ê, bắt đêm mày ơi, thấy chưa, nói rồi không nghe. Giờ ê, trời tối rồi, ai dám ra ngoài. Ê, làm cái rương đi. Ờ, để tao làm cái rương. Cái rương làm sao? Là lấy cục gỗ. Lấy cục gỗ để xung quanh làm hình vuông á. Nó tự nó ra. Tao làm cho. Hai cái hả? Phải có cái giường nữa mình ngủ luôn cho rồi ha. Đi kiếm lông cừu đi. Thôi giờ sao dám đi. Tự đợi giờ sáng đi. Để tự tao làm cái rương đôi đó. Tao làm lộn. Rồi. Ê, mày đừng phá nhà. Con này. Xây lại cho nó đẹp. Chỗ nào ta? Đấy. Cái rương chỗ này để cái lửa cái chỗ này. Đã. Chơi với hai đứa ngu chơi với nhau nhìn nó vui vui ghê các bạn. Không biết con này nó giết mình bao nhiêu lần rồi. Mình cứ đi quýnh quái vật xong mình đứng cái nó cuốn nó bố chết mình luôn. Vô phóng như mày. Ê, cái này tao lắp lại để cho zombie trên trời nó khỏi rơi xuống mà mày mở ra rồi. Giờ lắp lại nè. Lắp lại. Zombie nó xuống là chết luôn á. Lắp lại. Lắp cho nó bằng luôn cái này đi. Cho nó đẹp. Ờ, lắp nó bằng những nhà nó thấp quá. Vậy thì lên cao làm luôn đi. Vậy thì lên cao làm luôn đi. Đi. Cút ra đi. Cút ra. Tự làm cao có chừng lên. Tao có tao làm cái tầng trên nè, ừ cái tầng này nè. Cút đi. Cút
mày bắt lại cho. Mày bắt tao làm việc nặng nhọc không vậy? Sao? Tí tao có cái trò này vui lắm. Mày đi xuống cái hang này mày lượm đầy kim cương luôn á. Nhưng đi đừng có mang theo đồ nha, mang theo đồ mất công. Mất tao chịu trách nhiệm đâu á. Đi lên, đi lên, đi lên để làm cái cầu thang. Ủa sao không lắp này lại? Tự lên trên xây lại rồi má. Đi lên đây. Tao nghe tiếng con gì chẹt 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 biết nãy giờ ta. Mày đang ăn cái gì hả mày? Hình như con nhỏ hay sao á. Từ từ đang làm đang làm. Lắp lại lẹ đi, đi tới mày nghe quá. Cánh ra coi, kẹt đường. Để đào lên trên đã. Ui lắp lẹ, lắp lẹ. Ban ngày rồi sao á. Chưa đâu mới. Tao lên đây tao thấy sáng lắm rồi. Ê, hay là đi giết nhện tao đi cho con cá đi. Con mày lắp cái máy lại hết tao. Trời sáng hoàng hôn là thiếp. Sống mấy kiểu gì mà nhục nhã hả? Mày lượm hết đá chưa? Tao đào hết xuống dưới này nha. Ừ, đào đi. Ok rồi đó. Ê, lắp gì vậy? Vậy đi. Trừ một cái lỗ để biết ban ngày ban đêm ha. Cái lỗ này chui vô được ta? Ừ, không vô được đâu, zombie vô không được đâu. À, ta phải làm cái đồ xúc đất nữa. Ê, cái này mà làm cái cửa, zombie nó biết mở cửa không ta? Thôi, zombie nó không biết mở cửa đâu. Làm cái cửa đi. Ủa, nhưng mà mai mốt mình phải xây nhà ở chứ không thể. Ê, đi săn cừu, đi săn cừu. Ê, mà ta phải làm cái gì ta? Đi đi săn cừu. Hôm qua mình bị con Slenderman, các bạn nó đập chết cái con tay dài ghê lắm. Cái đồ bớt cái mắt con chết nữa. Xíu nữa đi, xíu nữa là cất đồ. Reaper. Con này là Reaper đúng không? Mày à, thằng IS. Đi. Ủa, nãy là mấy cái đuốc đó hết rồi ta. Đi lên đây tao cho đuốc nè. Có cái đuốc cũng là không ra hồn. Ê, mày lấy hết mấy cái đuốc đâu hả? Xấu cây luôn. Ôi, cái bạn nào chỉ mình nhấn ship ta? Nhấn ship đồ nhanh hơn hả? Đâu ta? Đâu? À, thì ra nhấn ship là vậy, cảm ơn các bạn nha. Là sao? Chỉ coi. Trời ơi, là một lần 22 luôn. Gì? Ui, tao cho mày 22 cái đúng luôn nè. Là một lần là một mớ đồ luôn. Nhấn ship được kích vô ra một mớ đồ. Đâu rồi, mày đâu rồi? Mày đi ngu ngu ngoài chết giờ. Nè. Thấy lộn. Ê. Lộn. Sếp nó mất cây kiếm kim cương với con này rồi. Nè. Đó, hai cây đuốc á. Giờ tám mày sẽ làm cái đường để đi về. Chứ mà giờ đi vô rừng là sẽ lạc. Đi nè. Đi theo tao. Đó. Mày chỉ đi theo làm công cuộc chặt cây chỗ này nè, kiểu gì nè. Đó, hiểu không? Mày chặt cây cái để boss đuốc lên đây. Đó, kiểu vậy đó. Rồi tụi mình bị lạc là tụi mình về được. Ta tặng đi kiếm cù luôn. Đi kiếm cù luôn nè. Hai đứa cù chơi với nhau mù mắt trưởng luôn. Ê, mà tao quên làm cái rìu rồi. Con heo. Đừng giết heo tội đó lắm. Đi cắm đuốc chưa vậy? Làm một hạt thôi, để có gì mình biết đường mình đi về chứ làm gì quá, thành ra mình tự bẫy mình luôn á. Nãy giờ cắm tới đâu rồi? Rồi, cắm tới đây rồi. Đâu rồi? Ban đêm là mình thấy đường đi về. Chặt mấy cái tàn này đi. Có cái ai mà thiệt sự là chơi cái cảm giác giống tụi mình chưa, mình cũng chưa biết luôn á. Con chó hôm qua tao bắt nè, giờ không biết làm sao mà tao dắt nó về mày ơi. Chết rồi, còn cái cây nào để chặt gỗ không? Ý, tao nghe tiếng zombie mày ơi. Ê,
nào để chặt gỗ không cho cây coi? Không, tao không có cây gì hết luôn. Thôi vậy về làm cái chặt gỗ đi. Đi về con, sao nó về với mình ta? Đi. Đâu? Ê, con chó tao bắt được nè. Sao bắt được vậy? Hôm qua tao có cục xương á, tao cho nó ăn. À. Nó thấy mày xấu quá nó. Về con. Về. Đi, đi, đi theo anh. Mình phải làm được cái dây mày ơi. Thôi cho mày đậu ở đây đi. Để tôi về tao làm cái rìu. Ủa, lửa tới đâu rồi? Coi đi, ở trên đây nè. Mình về mình làm cái rìu đó. Rìu đá hả? Ờ, đúng rồi. Ê, qua, bữa sau mình đi xây nhà đi. Rìu đá. Ê, chết cha, làm cái cuốc rồi, cái cúp rồi. Ê, làm lại sao? Ê, xịt. Mình hơi bị nghèo khoáng sản á. Nè, cái rìu nè. À, đi thôi. Đi làm cái giường ngủ đi, để trời tối xuống là thành ra không ngủ được luôn á. Diamond sword. Yeah, quack. Check. Con kia đi theo tao nè. Đâu, mày đâu? Mày chạy nhanh lên đi. Tới hồi lạc đường rồi, không được chỉ về luôn á. Đặt lửa đây. Đào đó đi. Chạy tập quá. Đấy. Lô gích học. Thế này thì lạc kiểu nào được? Do tụi mình là mới chơi nên thành ra là phải chơi theo cách cổ điển nhất, đó là chơi theo cặp tích. Hôm qua mày thấy cừu ở khu vực nào mà bị lạc luôn hả? Đi xa lắm. Thôi đi theo tao đi. Đi đâu đào thì chống luôn. Chỗ này có cái hang động. Ê, lại có mỏ đá nữa nè. Thôi mày đi đâu mà lẹ chứ, là đừng có đi tùm lum. Tao trôi xuống hầm rồi. Tao đào ít cái mỏ đá gì. Đâu mày đâu? Nhìn thấy tên không? Thấy. Đâu xuống hầm vậy? Ý là con chó đó nè. Hay là giết nó ta? Giết ăn chơi. Có nắm đó nè. Nắm làm sức được. Thôi đi kiếm cù, anh thôi đi kiếm cù đi. Ta đang làm đường đi về nhà mà. Đấy. Từ đây nhìn qua bên kia thấy. Ok, đi tiếp thôi. Con nó con gì á? Chó. Mình đi đường thẳng thôi, chứ đi cũng xa quá lạc á. Này lạc vô cái khu rừng gì rồi mấy bạn ơi. Mình mới biết chơi nên hơi bị ngu, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Đâu rồi mày đâu? Đây, mày đi theo hướng lửa là thấy đâu thôi. Nhìn xung quanh nha, thấy cừu là bắt liền. Chắc tí giết ít heo đem thịt về làng quá. Hôm bữa tao đi tới cái làng của mày. Giờ mày không nhớ được tên của làng thôi, thua rồi. Tao đi tới cái nhà dân luôn. Tao đi là đường thẳng rồi đó. Chứ tí tao về cho nó dễ. Giờ tí mình quẹo cái mình lạc luôn. Cảm thấy lạc. Kiếm không ra con cù rồi. Trời tối rồi, tao mới ở ngoài đường luôn rồi đó. Cái đồ con về. Thì
ra kịp mà. Đi đi. Tao đã đánh dấu lãnh thổ hết rồi, không bao giờ bị lạc được cho những đứa ngu như tụi mình. Rồi, tao đã phát hiện ra một đàn chó chứ không phải đàn cừu. Chó này nó ăn hết cừu rồi. Tao giết nó luôn cả. Chết cha rồi. Mày chơi anh thôi. Mày mắt đỏ. Mắt đỏ. Ở tao giết nó luôn rồi mày ơi. Không được cái lạc lòng, nó thấy lòng nó chắc chắc. Giết heo đi. Giết heo kiếm thịt, chúng ta sống qua đêm. Sao mà sống đêm nổi đêm chứ mày. Mày đi theo chụp kiếm pháp à, kiếm đồ rồ là khỏi lo đi. Đâu rồi? Mày đi đâu rồi? Tao đi chỗ ba đó coi bố rút nè. Đi xuống dưới chưa hả? Tao xuống tới đây rồi mà mày chơi cái kiểu gì vậy? Chơi mày để tao một mình mệt á. Đâu rồi mày đâu? Đi theo đường đuốc đi. Ủa mày đâu xa dữ hả? Tao đặt đuốc hết rồi, đừng có lo. Tao vẫn chưa thấy cừu mày ơi. Hôm bữa đi vòng vòng đi. Đi qua đường này. Quẹo hả? Quẹo đi. Quẹo đây khỏi cần đường, tại vì tí mình đi về đường thẳng là được rồi. Tối rồi, sợ quá. Đi, theo tao. Có cái giường thôi mà. Cướp không ra con cừu, lấy gì có giường. Bữa đi lạc thì thấy cừu quá trời luôn, mình chết mất rồi, lấy gì có đường. Giờ phải băng qua ngọn núi này. Giờ mình sẽ nót ở chỗ này. Để sáng thì gọi sáng lên, cây của lửa. Đó. Tí về mình sẽ thấy được chỗ này. Đêm luôn á hả? Đi luôn đi, giờ về sao kịp nữa. Đó, đi qua vực băng tuyết rồi nè. Ui, bò quá trời luôn nè, đi qua đây. Hình như lấy bò cũng có da làm được á. Ui. Đánh nó được không? Được, chém nó đi, chém nó kiếm thịt ăn. Chạy mất rồi. Chém một cái nhẹ rồi chém cái nữa. Rồi, ok, chúng ta đi tiếp thôi. Đâu đâu, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ở nè. Ê, sao không cắm nút lên? Ta còn có 14 cái à. Cắm trên đường đi á. Tí chở đường về. Zombie chuẩn bị xuất hiện rồi. Chuẩn bị chống zombie đây là vừa. Hay là mình đào hầm, mình xuống hầm ở tiếp. Thôi dẹp hầm đi. Sống cứ núp với hầm hoài không biết sợ. Ở đây dự là cừu rất nhiều. Ta thấy Selecon rồi mày ơi. Nó ở dưới đất á. Ý. Có thằng phù thủy đó kìa. Rồi xác định rồi. Đâu đâu nó đâu đâu. Kìa. Ê mình có đút nó có vô không ta? Vô hết rồi phải không? Nó chơi tới luôn á. Thằng phù thủy kìa mày ơi, thằng này mạnh lắm. Phù thủy làm nào đâu, thấy không? Bên nè, qua đây nè, qua đây. Chạy xuống đây. Ê, xếp rớt luôn rồi. Đó, thấy không? Ở đi vô. Ủa sao mà tao cứu không ra con cừu luôn á. Ơ, à, nhện kìa, đi giết nhện đi. Ở zombie kia kìa. Xuống đây, chuẩn bị chiến zombie nè. Chúng ta không sợ gì hết. Ủa, nghe tiếng nó gần tính luôn á. Nè. Mày. Zombie này dễ giết. Sợ quấn công thôi. Mới thấy con nhện đâu rồi ta? Đây rồi, nhện đây rồi. Zombie tiếp kìa. Mà mày giết thằng zombie này nha, tao giết con nhện. Giết nổi không?
Chết rồi, xong rồi, tiêu rồi. Chém nó đi. Lâm đầu nha. Tưởng cái cục cứng á, chết luôn rồi nè. Rồi, chết luôn rồi. Hai mảnh quá à. Rồi, tao mất hết đồ rồi. Rồi, tao mất hết đồ rồi. À, mất kiếm kim cương luôn. Wow. Mày đừng quay về đó lấy đồ kịp không? Ủa mày đang ở đâu hả? À? Giờ tao đang bị hai đứa dí rồi nè. Ủa mày đang đâu á? Về nhà rồi. Xuống nào dí? Thằng lũ đạn. Thì xuống hầm chưa? Ôi ôi. Cha nó lỗ kìa. Mày vô đây. 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 Mày vô lấy đi, giờ nó dí tao rồi. Thôi vô nhà lấy vũ khí đi. Thằng Slenderman khốn nạn. Mày thằng nó giết mấy lần rồi đó. Trời, hồi nãy mày xài kiếm kim cương chi, mày cất tôi rương rồi được rồi. Đâu có xài đâu. Giờ mất hết đồ rồi. Nè, cho cái kiếm kim cương nè. Ai mượn cầm theo, hãy kêu rồi đi bỏ đồ nhà đi mà. Ủa mày chết mày không rớt đồ hả? Hả, rớt đồ hết rồi. Đâu, kiếm kim cương đâu? Cái cụ quên. Nè, trong rương nè. Ở còn cây hả? Ở đâu hả? Mất cái cuốc kim cương rồi. Mất cái cuốc kim cương rồi. Kêu đi bỏ đồ ở nhà đi, kêu tao đi bỏ đồ ở nhà đã mày cầm theo mày. Chết rồi, mất hết đồ rồi các bạn ơi. Đi ban ngày nguy hiểm quá. Giờ phải làm cái giường. Đâu có cừu giờ ta. Hay mình đi ngược hướng đi, mình đi hướng khác đi. Đợt ngày đi. Hả? Ờ, chắc đi ban ngày quá. Để làm lại cái đồ sắt đi. Sắt mình đông được cũng cả mớ nè. Nên tôi làm lại đồ sắt xài. Xài đồ đá. Mặt mũi vậy đi xài đồ đá. Thầy chào. Ờ, mày có đồ chưa tao lấy hay tao làm cho? Làm cái gì, cái đồ cuốc hay cái gì vũ khí bằng sắt thôi. Ờ, đang làm này đợi xíu. Chắc mày không cần kiếm đâu ha. Nè. Kiếm đâu có mạnh đâu. Ê, sao mày có bộ đồ sắt lại nhanh vậy? Bộ đồ sắt nãy cất trong gương. Mày khôn vậy? Thì tao. Tao đấy, tao đi tao bỏ đồ ở nhà mà, em theo đâu. Cái này lạnh, lạnh quá. Không thể ngờ được, thật đi, chơi trội. Cái giày làm sao ta? À, cái giày là làm thế này. Tao sẽ có lại bộ đồ, cất sắt lại thôi. Sắt đào đã đời luôn. Rồi, trở về với phong cách đào sắt. Phải lộn đồ sắt. Giờ đó chắc mất đồ hết rồi. Mất hết rồi. Thôi chơi ngu chịu sao giờ. Ê, mày cất đồ đi, tao ra đây, tao chỉ mày, thôi đợi trời sáng đi. Tao chỉ mày ra cái hang này lượm kim cương nè. Nhanh lên. Gì lượm kim cương ở đâu? Mày xuống trước đi, tao xuống sau. Ở đâu? Đợi tao tí đi, mày cứ đợi trời sáng đã. Ê mà đi đi lượm lông cừu, cái đó không có lông cừu, chán quá. Thôi đi lấy lông cừu trước đi. Ờ. Tao ra tao giết Kimby đó. Cái thằng Slenderman nó không nên chơi với nó nhiều. Thằng khốn nạn nó thiệt chứ. Thằng lũ đạn này nữa đây à.
Tao sợ cái thằng Slenderman nó ghê luôn á mày, tay nó dày thòn lòn à. À cái thằng đó đó hả? Ờ. À. Trời ơi. Cái thằng đó ghê nhất luôn á trong cái game này nè. Cái gì vậy? Cái thằng khốn. Nào dí vậy? Sao nó chơi, nó ở sau lưng tao hồi nào á, nó đặt bom rồi, nổ banh xịp luôn mà không có sao hết. Rồi trời sáng rồi, tụi mày sẽ bị đốt cháy ở dưới ánh mặt trời. Mày nổ đi mày. Mày nổ nó đi mày. Làm gì vậy? Nào, cái đường đi để... Cất mất đồ đó, sợ chết quá. Cất cái gì ta? Cất miếng thịt. Thịt zombie thôi mà tao cũng chẳng có gì để cất hết. Đi thôi. Đi đâu? Giờ đi kiếm cồn đúng không? Giờ đi qua hướng kia đi. Không, mà đi ngược hướng này đúng rồi. Ờ, à, không đi vô rừng nữa đâu. Đi vô rừng xui quá. Đi qua bãi cỏ bên kia kìa. Ờ, à, đi thôi. Có đem đuốc mà quên mất đuốc hết rồi. Có đuốc không? Không. Có đem than theo đó đúng không? Khỏi luôn đi, không cần, đi qua đây, đi qua đây. Đi ban ngày phải về á, ủa lộn đêm phải về á. Không chết rồi lo, lần này đi nhanh về nhanh. Ôi có gà, có gà, ngon. Trứng gà không? Còn trứng gà ta con gà. Ồ, đại thanh niên thích tự tử. Con gà thì cầm cái cây cho nó ăn, đi nó có trứng gà nè. Ê sao mà mất nhanh quá vậy? Ờ, cho nó ăn rồi nè. Đợi lượm trứng gà của nó. Đẻ chưa? Ý, có trứng gà nè, trứng gà nè. Đâu, lượm đi. Tí bắt gà về mà làm chuồng gà luôn. Lấy thịt ăn, thịt gà ăn bổ lắm. Ta đang quan sát xung quanh, coi cái vị trí nào là có cừu, ta bắt cừu cho. Chứ giờ có cái giường với thằng nào ngủ thằng nào nhịn. Hôm bữa đi lạc hả? Thấy cừu ơi, đứng lại đó nha. Thấy cừu quá trời luôn. Bữa nay không thấy con nào. Ôi, bên đây có ngựa. Giết bớt heo đi, heo nhiều quá. Vẫn chưa thấy cừu. Theo tao mày lên cái núi kia ta. Thôi mày cứ đi này, mày cứ đi theo tao không vậy? Không. Rồi đó, chỉ là lạc nhau rồi đó. Về ăn nào. Đó, thằng nói mà. Thằng đi không bao giờ nghe lời. Giờ lại bị sách đói bụng quá rồi. Nè. Đứng này. Về ăn nào. Quay qua bên tay phải. Thấy chưa? Đi về hướng này. Zombie ở đâu ra nghe tiếng ọt 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 hết thôi. Ờ kìa kìa. Ủa đâu vậy? Kệ đi, chắc nó dưới lòng đất á. Đi hướng này đi, tao cảm nhận hướng này có cừu á. Chơi mấy tập rồi mà chưa có cái con cừu luôn á. Chỗ mình có mấy con. Có lượt trứng gà chưa? Đi về tí quẹo trái về thôi. Đây đơn giản mà. Đừng vô rừng cây được rồi. Tao đói bụng tao đi chậm quá. Làm gì mau đói vậy? Còn có 3 cục đồ ăn mới nè. Lượm ít đá để không có đá luôn ta. Hành trình đi kiếm những con cừu của mình chắc là heo giết cái cầm cái búa này giết heo lâu chặt một cái thôi.
lấy kiếm sắt mà chém. Qua đây heo quá trời, giết bớt heo đi. Giết bớt heo đi, tao làm đồ ăn. Giết bớt heo lâu quá. Rồi, đá đây rồi. Mình lấy đá mình làm cái lò các bạn, mình chế biến đồ ăn. Làm đi, tao kiếm heo cho. Có gỗ không? Đưa ít cây gỗ đi. Không. Ê, băng băng đêm về chứ. Khỏi luôn, sợ gì. Gặp thằng Slenderman nữa là chắc là ăn khóc luôn. Hay là băng đêm mình trung thành mình đứt tiếp. Rồi, có gỗ rồi. Ê, táo kìa, táo kìa, táo kìa. Thôi, có đồ ăn rồi. Rồi đồ ăn này cùi quá. Tao có mấy miếng thịt nè, làm cái lò đi. Tao quá trời thịt đây. Heo nhiều dữ vậy. Giết bớt đi. Rồi, bỏ thịt vô nè, nướng. Lộn. Đi qua đây bỏ thịt vô nè. Để tao đi giết heo lấy thịt. Tàn sát. Phát. Gió. Chát. Chém cái đầu cái chết ta. Ôi, thịt quá trời luôn. À, hai tụi mình đi rồi, có thịt heo ăn rồi. Yeah. Wow, no quá rồi. Con kia làm cái gì vậy? Đi lên. Tao no rồi đó, tao đi kiếm cừu đây. Ê mày đào cái thùng nó đem heo đi. Thì đào đi. Bên kia quá trời mía luôn kìa. Ý là đào hai cái thùng này đem theo không? Có, đào đi. Lấy hết thịt ra rồi đem theo. Bên kia quá trời mía luôn các bạn ơi. Sugar cane. Sugar là đường. Cane là gậy hay gậy đường. Gậy mía hả? Có ăn chưa? Có rồi, full rồi. Mày đâu, mày đâu? Tao chạy qua bên đây rồi. Kia hả? Qua đứng nước chỗ gần bờ biển à. Ăn vô rồi chạy kêu đi. Mày đâu rồi? Đâu? Thấy rồi. Qua bờ kia luôn không? Sao không biết đường về quá. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi đi. Lượm hết hả cái phòng kia chưa hả? Rồi, đi qua bờ kia luôn không? Đi. Có trong tay thượng phương bảo kiếm thì anh sợ ai? Là mấy cái bông này mốt về nhà trồng đẹp đẹp nha. Thượng phương bảo kiếm, kiếm như kích cầu nó bị tiền chủng á mày ơi. Tao thấy cái game này nó hư cấu rồi đó. Có con cừu không có nó, gà vịt gà chó ra hết rồi mà sao con cừu nó lại không thấy đâu á. Mình còn làm cái giường kiểu nào khác không ta? Đúng rồi, con ngoài cừu ra còn cái gì khác không? Hả? Không biết nữa. Mở mở cái thùng lên coi thử hả? Không còn cái gì khác đâu. Gà quá trời luôn nè. Ê mày đi, mày thấy tao không vậy? Ê. Thì mày đang đâu, tao đang đứng ở chỗ hả? Rồi, tao đi xa lắc, xa lơ luôn rồi. Mày chạy đi qua cái núi nữa coi. Đâu, núi nào?
đừng. Tao đang ở trên đỉnh núi nè. Rồi chết lạc rồi. Lạc rồi. Chết, mình quay lại chỗ cũ đi. Quay lại chỗ Phúc Mơ qua mới qua xong á. Này đi theo tao, mày đứng có mày làm cái gì không à? Chứ đi không chịu quay lại nhìn vậy. Quay lại ngay chỗ Phúc Mơ xong nha. Mày đi cái núi nào à? Đây nè. Lùi lại coi. Đây nè. Chứ đi nè. Đi. Đi theo một cái. Thấy tao chưa vậy? Chán thiệt công các bạn. Mày đi trước mặt không à. Đây nè. Quay qua. Đi theo giùm cái. Đi kêu chứ trời, đi chịu ngó mà. Mày đi với hồi lạc rồi tao không tâm dẫn về đâu á. Ơi mình đi kiểu đách gì mà mình quành về nhà mình rồi mày ơi. Quành đâu quành. Kìa kìa. Ừ ha. Nhà mình kìa. Nè đi ngu chứ kích đi. Nãy đi vòng tròn mà. Rồi đi qua cái mặt núi luôn đi. Đi. Núi nào? Đây núi đây nữa hả? Núi đây nè, núi đây nè. Mày theo chưa? Chạy nhanh nhanh, nhấn control á, nó chạy nhanh. Chết rồi. Đi, đi lên cái ngọn núi này nè. Qua cái ngọn núi này là nhiều cừu lắm luôn á. Tao biết. Wow, sướng. Cứ có không? Cứ nghe tao đi, cái này kinh nghiệm mới lượm được mấy cục xương nè. Mày đập cái chi vậy? Lỡ tay, lỡ tay. Làm gì á? Tao đi lên núi. Sao tao đi? Đập đá mà lên. Đây là kinh nghiệm không dễ có được. Tự suy nghĩ mà lên đi chưa. Trời tối rồi dưới đó chết ráng chịu à. Hết đá đào đá mà lên. Mình chỉ có cách lên nhanh nhất là cách đắp đá mình leo lên. Bên này có tuyết rồi. Đúng rồi bên đây là nhiều lắm nè. Lên đi đi. Nhấn nút nhảy rồi, nhấn nút nhảy là chuột phải đắp đá là leo lên. Wow. Đi đâu? Tao trên ngọn núi rồi. Lên chưa? Không lên được đâu. Đắp đất lên. Rồi mày lên hay lắm luôn. Thanh niên chơi lầy. Ê lắp một đất qua nè. Tao đứng đây luôn không có zombie. Ừ khôn má con Slenderman nó mình lên tới á. Nhấn nút ship đi từ từ. Để tao lắp đất qua cho. Oh no. Ôi sợ quá. Rồi đi vô mày. Ờ kế nó cũng hay đó. Thì chứ đi đi thôi mà cũng đi không được. Cái lúc ship á đi từ từ. Nhấn đè đúng ship vô đi từ từ lên chưa? Lên thì rớt rồi. Chết rồi hả? Không có chết nhưng mà rớt rồi. Thôi đi về đi ngủ về tối rồi. Cái ngọn núi này thấy nó vô dụng quá. Mày đâu rồi? Mày chạy về nhà mày chạy nhanh dữ hả? Chạy đâu mà chạy, còn đứng trên đỉnh núi nè. Về đi, về đi, về. Tối rồi, tối rồi. Ây da. Thôi tao về trước đi. Ở lại chết ráng chịu á. Có về không? Trời ơi, zombie ra rồi kìa. Thôi, tao chạy đây. Chạy về đi, chạy về đi. Nhà mình mà, đi vô nhà đi, vô nhà đi, nguy hiểm quá. Thôi tao để tao chỉnh game mod 1 và mấy bạn chỉ tao để tao lấy cái lông cừu cho mày luôn, khỏi đi kiếm được mệt quá. Game mod 1. Rồi nè, vô lấy nè, cho lẹ mệt quá.
Rồi, game mod không bỏ. Mình làm cái giường cho nó lẹ thôi. Hình như cái giường chỉ có cái này làm được thôi các bạn. Gì vậy? Xin con nó bắn. Chạy về đi, có giường rồi nè. Nó bắn đầu. Ôi, nó bắn xuyên đầu luôn. Chưa giữa thanh niên nằm bên giường rồi kìa. Rồi, để xíu đi, cho nó li bách cái li bách gì đi. Rồi. Thôi, đi kiếm đồ ăn. Thôi, ban ngày rồi, đi phiêu lưu tiếp đi. Ê, nó xuống kìa. Mày dẫn nó về nhà, nguy hiểm quá. Ủa, nó bắn công tao kìa. Mày gì hả bưởi? Mày gì hả bưởi? Nó sắp chết rồi đó. Hai cung tên. Mày dắt những cái thứ gì vậy đâu? Cất đồ đi ra đây, tao đi tao tao dẫn chỗ đào kim cương đã lắm. Cất đồ đi, cất đồ đi. Đồ giáp mặc người kìa, cầm theo cái cuốc. Có thịt nè. Thịt của tao cất á. Cầm theo cái cuốc ghẻ thôi. Tao cho đi đào kim cương này hay lắm. Từ. Đi cất đồ. Cất hết vô. Nhấn ship và kích chuột trái. Rồi. Lấy đồ xuống cái cuốc mà lấy gì đi đào mày. Cầm cái cuốc thôi, cất đồ lại đỡ chết. Cầm cuốc sắt thôi. Đi. Đi chơi lên chưa? Chơi lên. Có cần mang đồ sắt theo không? Rồi, một cái đủ rồi. Đi chưa? Đi theo đâu nè. Đi theo. Ý, bỏ mấy cục đất kia hết rồi, vô đất chỗ này. Ý, bông quá trời, quên em bông ra chồng ta. Em biết mình leo lên cái núi kia ta. Tức tức. Ê, này. Cái lỗ của tao đào nãy đâu rồi ta? Này. Này này, đi vô luôn này, này. Đi qua cái chỗ này nè. Đi tới cái lỗ này nè. Chú xuống đây. Chỗ này hả? Đây này, nhìn bên tên nè. Nhìn trước này. Chạy xuống đây. Chạy xuống cái lỗ này nè. Nhảy xuống, nhảy xuống. Nhảy xuống. Hả? Nhảy cái lỗ, nhảy xuống cái lỗ. Nhảy xuống rồi ở đâu hả? À, ngu thiệt chứ đi cho người ta mà chết theo. Bỏ tật con. Bỏ lần nha. Mày chui xuống từ từ đi, nó mới ra được kim cương. Đây, đi qua lại nè. Mày xạo nha. Thiệt. Đi từ từ, tại vì đi nhanh quá nó bị lag map á. Cái đầu hang sâu quá nó lag map. Đi qua đây. Đi, đi qua đây. Chứ tao thèm lấy kim cương làm gì đâu. Lấy kim cương về làm giáp kim cương mạnh hơn giáp kia gấp 10 lần luôn á. Nhảy lên. Lỗ gì nè? Lỗ này mới đúng nè. Đứng đứng mà chạy nhanh. Bấm chạy nhanh mới được nha. Bấm control, đứng xuống cái lỗ rồi nhấn control. Đi thẳng nó mới không bị lag. Nhảy lên. Đó. À, cái gì vậy? Nó bị xạo mày nha. Có kim cương chưa? Ủa cái gì vậy? Con gì nó bắn vậy? Có kim cương chưa đó chưa? Ê, mấy cái trứng gà đấy rồi mà. Cái đây là là cái lỗ mà mình đào, mình chỉnh game mod 1 đó các bạn. Mình đào nó xuyên ra khỏi map luôn. Mày xuống dưới mày kiếm kim cương đem đây. Rồi, đào xuống cái nào. Cái lỗ này nguy hiểm ghê thiệt chứ. Mình đào lỡ đi mình rớt xuống là mình chết luôn á. Rồi mày lắp cái lỗ lại nó lại giùm tao coi. Thôi để đi rớt rớt cho vui. Đâu đúng em đó, đúng em đó, đúng em đó. Đây. Ê, đâu hả? À, để chơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Đứng 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 ngay cái lỗ coi xô xuống đó không? Em. Ngu nha. Không, đứng từ từ thôi, đứng ngay chỗ này thôi, đứng ngay cái bậc này thôi, ngay cái bậc 1 thôi. Xuống cái lỗ này, cái bậc 1 rồi nè. Bậc này nè. Đây nè. Đây nè, đứng đó làm gì? Thôi, để tao xuống đó rồi. Đứng đây nè, đừng có xuống dưới kia. Gì?
Đó đứng đây nè. Mày mày xuống dưới lần đi. Xịt tới chút xíu, xịt xíu, xịt tới. Có game này có show được không? Có được sao? Đứng ngay cái ô xanh, đứng đó. Đâu có rớt đâu. Sao lại có xuống được ta? Mình đang mệt. Sao xuống được vậy? Mình đang mệt rồi, mình chơi cũng được. Ồ, mấy các bạn ơi, cười không nổi luôn. Mệt quá, ta đứng dậy, ta đầu cũng cưng. Mày dở quá, mày nhấn ship á. Mày nhấn ship là mày không bao giờ bị rớt xuống đó được luôn á. Gì? Đó, mày ra mày nhìn ta nè. Nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, đó. Mày show coi, tao đâu rớt được, không bao giờ rớt được. Trình của tao không bao giờ rớt được. Mày nhìn nè. Đi qua đây. Đi qua đây, biểu diễn cho coi tao chạy xuống hố luôn nè. Không bao giờ chết. Qua đây. Nhìn nè, nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhìn nè, chạy xuống hố luôn nè. Đó, ghê không? Sao? Đó. Đó, giờ bắt trước nhảy thử coi. Nhấn nút ship, chạy thẳng tới. Không biết. Đi trồng bông. Hết lười các bạn. Thôi được rồi, mình dừng clip quậy ở đây. Được rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye. Tôi đi trồng bông đây.